Theo số liệu của Bloomberg, trong giai đoạn trước năm 2017, Hà Nội là một trong những thành phố có giá nhà ở đắt nhất thế giới so với thu nhập bình quân của người dân. Cụ thể, trong năm 2017, Hà Nội được xếp thứ 3 trong danh sách này với mức thu nhập bình quân của người dân là 275 đô la Mỹ một tháng, tiền thuê căn hộ 3 phòng ngủ cao cấp gấp 2,6 lần thu nhập. Còn mức thanh toán cho khoản vay thế chấp cho một căn hộ 93m² một tháng cao gấp 4 lần thu nhập. Giới chuyên gia thời điểm đó nhận định giá nhà ở tại Hà Nội luôn cao nhất cả nước, tốc độ tăng giá nguồn cung căn hộ cao vượt trội so với các tỉnh thành phố khác trên cả nước. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng trong 2 năm gần đây. Số liệu thống kê của Savills Việt Nam cho thấy, giá nhà ở Hà Nội đã thấp hơn khoảng 30% so với thành phố Hồ Chí Minh. Còn theo số liệu của CBRE, giá bán sơ cấp tại Hà Nội thời điểm 9 tháng đầu năm 2019 được ghi nhận ở mức 1.377 USD trên 1m², tăng 4% theo năm. Trong khi đó, giá trung bình thị trường căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1.852 USD, tức là khoảng 42,5 triệu đồng 1m², tăng 15% so với năm trước. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam lý giải, hiện nay, nhiều dự án tại thành phố Hồ Chí Minh đang bị đẩy giá lên mức cao. Ví dụ, phân khúc căn hộ bình dân tại Hà Nội có mức từ 20 đến 25 triệu đồng một mét vuông, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, mức thấp nhất đã là 30 triệu đồng một mét vuông. Sở dĩ có hiện tượng đảo nghịch như hiện tại, một phần là do nguồn cung tại thành phố Hồ Chí Minh đang khan hiếm hơn Hà Nội. Một số chủ đầu tư đã lợi dụng tình trạng này để tăng giá bất chấp. Bên cạnh đó, trong vài năm gần đây, nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn Hà Nội nên đã tạo ra sức bật cho thị trường bất động sản, nhất là ở phân khúc văn phòng. Ngoài ra, nhìn nhận trong 3 năm gần đây, hiện tượng đầu cơ bất động sản tại Hà Nội xuất hiện ít hơn so với thành phố Hồ Chí Minh. Đa phần, người mua nhà tại Hà Nội xuất phát từ nhu cầu nhà ở thật nên giá bán trên thị trường sơ cấp và thứ cấp có tính ổn định hơn. Trong khi đó, xu hướng đầu cơ tại thành phố Hồ Chí Minh có tần suất cao hơn, nhất là một năm trở lại đây do nguồn cung khan hiếm.